Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị ban chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới. Phú Yên cần khẩn trương xây dựng phương án kịch bản đón công dân trở về từ vùng dịch. Tỉnh Sơn La định hướng phát triển rừng đến năm 2025. Xử lý nghiêm các hành vi bạo lực học đường. Sau đây là dung chi tiết. Sáng nay, ngày 14 tháng 9, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 đã chủ trì hội nghị Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Dự hội nghị có một số đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo. Triển khai chương trình xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tích cực chủ động trong triển khai thực hiện. Bộ máy chỉ đạo và giúp việc ban chỉ đạo được thành lập và kiện toàn đồng bộ. Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thực hiện chương trình được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Người dân từng bước xác định được vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới và tham gia hưởng ứng mạnh mẽ với sự đồng thuận cao. Hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn tiếp tục được chú trọng, ưu tiên nguồn lực đầu tư để xây dựng mới, nâng cấp, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Kinh tế nông nghiệp có bước phát triển, cơ cấu nông nghiệp chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng hiệu quả và khai thác tiềm năng lợi thế của huyện. Năng suất, chất lượng nhiều loại cây trồng vật nuôi được nâng lên, việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân với các doanh nghiệp tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh, chất lượng giáo dục ngày càng tăng, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì ở tất cả các xã, công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, hệ thống chính trị ở cơ sở không ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới được nhân dân và xã hội đồng tình hưởng ứng mạnh mẽ, tạo ra sức lan tỏa lớn và thật sự mang lại hiệu quả thiết thực đối với chương trình xây dựng nông thôn mới. Chiều ngày 13 tháng 9, đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp triển khai một số nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện Phú Yên. Cuộc họp được trực tuyến tới điểm cầu 27 xã và thị trấn. Theo báo cáo của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 huyện Phú Yên, tính đến ngày 13 tháng 9, huyện Phú Yên ghi nhận 250 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, 107 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện, có 2 bệnh nhân chuyển tuyến về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 132 bệnh nhân đang điều trị tại khu điều trị bệnh nhân F0 của huyện và 9 bệnh nhân điều trị tại cộng đồng. Toàn huyện hiện còn 128 trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung tại 13 khu, trong đó có 3 khu có nguy cơ cao với 29 trường hợp. Trong ngày 13 tháng 9, lực lượng chức năng đã tổ chức lấy 4.071 mẫu xét nghiệm và tiêm 324 liều vaccine. Một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay là toàn huyện có trên 3.000 lao động tại các tỉnh phía Nam có diễn biến dịch phức tạp, trong đó có gần 2.700 lao động tại Bình Dương. Nhu cầu trở về địa phương rất đông, trong khi điều kiện của huyện còn khó khăn. Tại cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị huyện Phú Yên cần tiếp tục khẩn trương xây dựng phương án, kịch bản chi tiết, chặt chẽ để đón công dân từ vùng dịch trở về địa phương. Trong đó, cần ưu tiên huy động lực lượng cho hai xã có công dân đông nhất là Kim Bon và Suối Bao. Đối với việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ, ngay trong ngày 14 tháng 9, huyện Phú Yên phải họp, thống nhất phương án để trình tỉnh xin ý kiến. Chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại 9 xã vùng đỏ, tăng cường động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền bằng tiếng dân tộc về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch để người dân hiểu rõ, không hoang mang lo lắng, tin tưởng và chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ngày 13 tháng 9, huyện ủy Mộc Châu đã tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác phòng chống COVID-19. Theo báo cáo, đến thời điểm này, huyện Mộc Châu đã và đang tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Các biện pháp phòng chống dịch bệnh được thực hiện với phương châm áp dụng sớm hơn, cao hơn, tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn, kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch theo đúng yêu cầu,
hoàn thiện phương án thực hiện giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh, thành lập trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh, khởi động khu cách ly y tế tập trung tại trụ sở chi cục thuế cũ, tiếp nhận 32 công dân đi làm ăn xa trở về địa phương, hoàn thành 5 nhà vệ sinh tại trung tâm giáo dục thường xuyên đưa vào hoạt động, đảm bảo công tác phòng tránh lây chéo nếu phát sinh dịch, duy trì tốt hoạt động của trạm đăng ký điểm bốc dỡ, trả nhận hàng và hoạt động của tổ tuần tra lưu động, tiếp tục rà soát lao động hiện đang làm việc ngoài tỉnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện tiếp tục hoàn thiện quy chế làm việc, thông báo phân công nhiệm vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát trong khu cách ly, đảm bảo vận hành linh hoạt, chỉ đạo các xã triển khai xây dựng cơ sở vật chất, các nội dung đảm bảo vận hành khu cách ly tập trung các xã, thị trấn, xây dựng phương án dạy và học khi phải trưng dụng trường học làm khu cách ly, tăng cường nắm thông tin đối với những lao động ngoài tỉnh để có phương án cách ly khi họ trở về địa phương, tiếp tục rà soát, lập danh sách các đối tượng tiêm phòng vaccine theo quy định. Với phương châm thần tốc, nhanh gọn, đảm bảo quy trình tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn phòng chống dịch, kế hoạch xét nghiệm diện rộng nhằm truy tìm COVID-19, bóc tách F0 trên địa bàn 8 xã và thị trấn vùng đỏ trên địa bàn huyện Phú Yên đã hoàn thành đợt 1 trong thời gian 3 ngày. Trong đợt xét nghiệm diện rộng này, huyện Phú Yên sử dụng hai phương pháp xét nghiệm RT-PCR và test nhanh kháng nguyên với sự chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người, cùng sự hỗ trợ của lực lượng tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng được huyện thực hiện đảm bảo đúng quy trình kế hoạch đề ra. Theo đó, trong thời gian 3 ngày, huyện Phú Yên đã thực hiện test nhanh kháng nguyên 30.068 mẫu tại địa bàn các xã Quang Huy, Huy Thượng, Huy Tân, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tường, Tường Tiến, Mường Thải và thị trấn. Trong đó có 40 mẫu nghi ngờ đã phải thực hiện xét nghiệm lại bằng phương pháp xét nghiệm PCR đã cho kết quả âm tính. Riêng đối với xã Huy Thượng, 2.821 mẫu đều được test bằng phương pháp PCR. Như vậy, đến hết ngày 12 tháng 9, huyện Phú Yên đã hoàn thành đợt 1 kế hoạch truy tìm COVID-19, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng và không ghi nhận trường hợp dương tính nào ngoài cộng đồng. Về kế hoạch triển khai test lượt 2 bắt đầu thực hiện từ ngày 13 tháng 9, dự kiến hoàn thành vào ngày 16 tháng 9. Hàng hóa được tổ chức cá nhân nhập khẩu để tài trợ chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương phòng chống COVID-19 sẽ không bị tính thuế nhập khẩu, giá trị gia tăng VAT. Đây là nội dung nêu tại Nghị quyết số 106 về chính sách thuế với hàng nhập khẩu để tài trợ phục vụ phòng chống COVID-19 được Chính phủ ban hành ngày 11 tháng 9. Theo Nghị quyết số 106, hàng hóa được doanh nghiệp cá nhân nhập khẩu để tài trợ chính phủ, Bộ Y tế, các địa phương phòng chống COVID-19 được áp thuế trong trường hợp viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, tức là các loại hàng hóa này sẽ không bị tính thuế nhập khẩu theo luật thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng theo luật thuế giá trị gia tăng. Chính phủ giao Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản phê duyệt tiếp nhận hàng hóa nêu trên theo đề nghị của các cá nhân tổ chức, đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra trục lợi chính sách. Bộ Tài chính đề nghị hướng dẫn hồ sơ hải quan với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ cho phòng chống COVID-19. Cơ quan hải quan căn cứ văn bản phê duyệt của các bộ, ngành địa phương sẽ thực hiện thủ tục không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng với các hàng hóa nhập khẩu tài trợ cho chống dịch. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 9 và được áp dụng cho tới khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch. Phấn đấu nâng tỷ lệ che phủ của rừng trên địa bàn tỉnh đạt ổn định 50% vào năm 2025, qua đó cải thiện đóng góp của rừng vào phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh. Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh Sơn La đã và đang đề ra các giải pháp cụ thể như tập trung chỉ đạo việc cập nhật và kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 3 loại rừng của địa phương trong kỳ quy hoạch lâm nghiệp quốc gia giai đoạn 2021-2030 theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045, bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với các quy hoạch của ngành tỉnh. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, trong những năm qua, độ che phủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh tăng ổn định qua các năm từ 42,4% năm 2016 lên 45,4% năm 2020. Toàn giai đoạn 2016-2020 tăng bình quân 0,6% trên năm. Chiều ngày 13 tháng 9, tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, hội sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đoàn, hội, đội, khối trường học năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Năm học 2020-2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các cấp bộ đoàn, hội, đội, khối trường học trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia
với các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, sinh viên năm tốt bằng nhiều công trình phần việc thiết thực. Toàn tỉnh đã tổ chức được 566 hoạt động tình nguyện thường xuyên tại chỗ với gần 30.000 đoàn viên thanh niên tham gia, hoàn thành 27 công trình thanh niên với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng, giúp đỡ gần 600 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng với tổng kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng. Công tác xây dựng đoàn, đoàn tham gia xây dựng đảng được quan tâm. Các cấp bộ đoàn, trường học đã kết nạp trên 7.400 đoàn viên mới, 140 đoàn viên ưu tú đã được kết nạp vào đảng. Công tác xây dựng tổ chức đội đã triển khai giúp đỡ hỗ trợ hơn 12.200 em thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm học 2021-2022, công tác đoàn, hội đội, khối trường học tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, tương trợ, thích ứng trước đại dịch, thực hiện hiệu quả chương trình rèn luyện đoàn viên, xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động, tiếp tục làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ quyền tham gia của trẻ em, kịp thời lên tiếng trước các hành vi vi phạm quyền, xâm hại bạo lực trẻ em. Ngày 13 tháng 9, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Yên tổ chức hội nghị trực tuyến với hiệu trưởng các đơn vị trường để xây dựng phương án phòng chống COVID-19 trong tình hình mới tại mỗi đơn vị trường để tổ chức dạy và học phù hợp với từng cấp độ phòng chống dịch để đón học sinh trở lại tựu trường sau thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, tùy vào tình hình thực tế tại mỗi đơn vị trường, cách thức tổ chức dạy và học sẽ được tổ chức thực hiện khác nhau để phù hợp từng cấp độ phòng chống dịch. Đối với 9 xã thị trấn, tình hình dịch bệnh vẫn nguy cơ cao, phải thực hiện chỉ thị số 15 và chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, gồm thị trấn Quang Huy, Huy Thượng, Huy Tân, Huy Bắc, Huy Hạ, Huy Tường, Tường Tiến và Mường Thải. Các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, phổ thông dân tộc nội trú tiếp tục tạm dừng đến trường, chuyển hoạt động tổ chức dạy và học qua hình thức trực tuyến, dạy học qua Internet và qua truyền hình. Đối với 18 xã còn lại, sang vùng nguy cơ thấp, thực hiện được việc kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Đối với các trường mầm non, đồng loạt tựu trường vào ngày 1 tháng 10 năm 2021 và tổ chức dạy và học vào ngày 4 tháng 10 năm 2021. Đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, các đơn vị trường học thực hiện vệ sinh và phun khử khuẩn từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2021, đồng loạt tựu trường vào ngày 22 tháng 9 năm 2021 và tổ chức dạy và học vào ngày 24 tháng 9 năm 2021. Đối với cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tại hội nghị, các đơn vị trường đã có những ý kiến đề xuất liên quan đến công tác bán trú, việc quản lý đối tượng học sinh không thuộc diện hưởng chế độ chính sách khi phải ở bán trú, vấn đề phát sinh khi thực hiện ba tại chỗ đối với giáo viên và học sinh, đặc biệt đối với giáo viên thuộc các xã thị trấn vùng đỏ, khi đủ các điều kiện gồm tiêm vaccine, xét nghiệm ít nhất 2 lần mới đủ điều kiện làm nhiệm vụ tại các đơn vị trường thuộc các xã vùng xanh và sẽ phải thực hiện nguyên tắc 3 tại chỗ, gồm ăn, nghỉ, làm việc tại chỗ. Trong 2 ngày, mùng 7 và 10 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện 2 clip ghi lại cảnh học sinh trường Trung học cơ sở Quyết Thắng và trường Liên cấp Quốc tế Bình Minh, thành phố Sơn La ẩu đả đánh nhau, gây xôn xao dư luận, khiến nhiều phụ huynh và học sinh hoang mang. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Thường trực Thành ủy Sơn La đã chỉ đạo xác minh, xử lý nghiêm vụ việc. Trong clip được đăng tải trên mạng xã hội ngày 7 tháng 9 là hình ảnh một nhóm học sinh nam liên tiếp đấm đá và dùng mũ bảo hiểm đập vào người, vào đầu một học sinh khác. Qua xác minh, đây đều là các học sinh trường Trung học cơ sở Quyết Thắng, thành phố Sơn La. Sáng ngày 7 tháng 9, phụ huynh cùng học sinh lớp 9 bị đánh đã báo cáo với ban giám hiệu nhà trường. Sau khi tiếp nhận phản ánh, ban giám hiệu cùng với giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu các em có liên quan và em học sinh quay video, viết bản tường trình và kiểm điểm. Nguyên nhân là do xích mích trong lời nói và ứng xử của học sinh với nhau. Trường cũng đã tiến hành là cho các em đã viết bản kiểm điểm bản tường trình và cũng đã gặp gỡ trao đổi với các cha mẹ học sinh. Cụ thể các em học sinh ở nhà trường đã tạm dừng đối với cái các em trực tiếp đánh thì nhà trường đã tạm dừng 2 tuần. Liên quan đến clip học sinh trường Liên cấp Quốc tế Bình Minh đánh nhau được đăng trên mạng xã hội ngày 10 tháng 9, lãnh đạo nhà trường thông tin, sau khi kết thúc giờ học buổi chiều ngày 9 tháng 9, do xích mích, hiểu nhầm, 4 học sinh lớp 10 và 2 học sinh lớp 9 đã hẹn nhau lên phòng học thể chất của nhà trường đánh nhau. Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã nhanh chóng can ngăn, giải tán. Sau đó triệu tập các học sinh liên quan viết bản tường trình, giải quyết các vi phạm. Sau khi họp ban giám hiệu, họp hội đồng kỷ luật, họp với từng cháu cộng với lại bán giáo viên chủ nhiệm ấy,
và có phối hợp chặt chẽ với bên phía phòng PA03 an ninh chính trị nội bộ cộng với công an phường. Hội đồng kỷ luật nhà trường hướng tạm thời là đình chỉ các bạn liên quan, và sau đó là đợi cái bởi vì cũng có đi lấy lời khai bên cơ quan công an mà. Thì đợi cái kết quả của công an thông báo lại xem thấy cụ thể là thế nào, sau đó là hội đồng kỷ luật nhà trường sẽ họp lại và sẽ quyết định cái việc mà cho các cháu học tiếp không học tiếp. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, để kịp thời răn đe, chấn chỉnh các trường hợp bạo lực trong học đường, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Sơn La đã quyết liệt vào cuộc, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xác định tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi mà các học sinh vi phạm, nghiêm túc xem xét, xử lý nghiêm các cá nhân có liên quan theo quy định. Phòng Giáo dục cũng đã kịp thời chỉ đạo nhà trường kiểm tra xác minh và cũng đã báo cáo với Thường trực Thành ủy, Ủy ban, và theo quan điểm chỉ đạo thì sau khi cái kết quả xử lý kỷ luật đối với học sinh thì yêu cầu là nhà trường sẽ thông báo toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh trong nhà trường để tuyên truyền giáo dục đạo đức cho học sinh, để cảnh tỉnh đối với không vi phạm những cái vụ việc đáng tiếc xảy ra như vậy. Các vụ việc bạo lực học đường đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho các học sinh và phụ huynh, tạo dư luận không tốt trong xã hội. Để ngăn chặn, đẩy lùi và từng bước chấm dứt bạo lực học đường, cần có sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh, xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện. Để đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Bưu điện huyện Quỳnh Nhai phối hợp với Bảo hiểm xã hội xây dựng phương án tổ chức chi trả tháng 9 và tháng 10 vào cùng một kỳ. Đây là lần thứ 3 trong năm 2021 đơn vị chi trả gộp như vậy. Nhận được thông báo của Bưu điện huyện về thời gian, địa điểm chi trả gộp lương hưu tháng 9 và tháng 10 vào cùng một kỳ, bà Lư Thị Nhung, xóm 4, đã đến từ rất sớm để xếp sổ. Theo bà, thời điểm dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại, việc chi trả lương hưu trước 2 tháng rất có ý nghĩa. Vì có dịch COVID nên là đợt này chúng tôi được lĩnh 2 tháng và chi trả rất là thuận tiện và rất là hợp lý. Đã hơn 70 tuổi nhưng ông Sùng và Dính, bản Phiêng Ban, tháng nào cũng phải đi quãng đường 8 km để xuống huyện lĩnh lương. Nhưng kỳ lĩnh lương hưu này không như những lần trước, mọi người không phải ngồi chờ đợi lâu và nói chuyện hỏi han, thay vào đó là quá trình lĩnh lương nhanh chóng để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Hôm nay đến đây lĩnh lương được nhân viên hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch. Và đợt này được lĩnh lương 2 tháng, tôi cũng cảm thấy rất vui và yên tâm. Để hoàn thành kế hoạch và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau quá trình tổ chức chi trả, các nhân viên tại đây luôn thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Do dịch bệnh COVID-19 thì đơn vị chúng tôi cũng đã chi gộp cho các đối tượng hưởng là 2 tháng lương là tháng 9 và tháng 10. Trong quá trình chi trả thì đơn vị cũng đã tuân thủ quy định là phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, Bưu điện huyện Quỳnh Nhai đã chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 721 người với tổng số tiền chi trả gần 6 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Bưu điện huyện Quỳnh Nhai tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của Bưu điện tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh để chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng được một cách nhanh chóng và kịp thời. Việc thực hiện chi trả gộp 2 tháng đối với các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội là việc làm hữu ích, phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết toàn tỉnh Sơn La mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, độ ẩm 60-99%. Nhiệt độ Quỳnh Nhai 23-34 độ. Thành phố Sơn La 23-33 độ, Mường La 25-36 độ, Mai Sơn 20-33 độ, Yên Châu 22-36 độ, Sông Mã 23-35 độ, Bắc Yên 22-32 độ, Phú Yên 23-35 độ, Mộc Châu 20-29 độ, Sốp Cộp 25-34 độ, Vân Hồ 20-29 độ, Thuận Châu 23-34 độ.